Đeo cắt lên đây, mình bắt này. Rồi. Gắn vào đó. Cắt. Đeo cắt luôn. Đi cắt khó lắm. Đấy, đi mua bạt về vây cho cháu, đi mua bạt về vây vào bác ạ. Vây hết cả nhà vào. Bạt anh có tiền chưa? Gì đấy, em làm cái trang trí phòng ngủ ấy mà. Anh lấy bạt về đây. Cắt đôi.
võng nó mới chắc được. Thế được chưa bác? Được rồi. Quá đẹp à. Thao hùa. Cho Nam đi. Xin. À. Còn muốn ăn kẹo nữa không? Thank you.
đẹp rồi. Làm cái quả này không? Còn này không? Cho bố. Bố nó không cho. Này làm gì đấy? Hả? Em làm trang trí phòng đấy mà, làm quả con đấy. Con. Bãi này đẹp đấy. Đó, đi làm đi. Lấy được rồi. Cũng giỏi nha. Đẹp nha. Ôi, Đức cắt cái này làm gì ơi? Chỉ khoảng mấy giờ? Bác giỏi nha. Cắt vào. Cắt rồi nó mất chút nó khô. Vâng, cháu đi lấy cắt cắt vào cho nhá. Đất cũng được mà. Cái tim nó. Đừng có động vào. Cắt đây rồi. Đây, nhét vào đây. Nhét vào đây. Được.
Có biết lạ lấy không? Làm không? Good. Cái làm được đẹp thế này lấy đi bán họ mua đấy nhỉ bác nhỉ? Bán họ mua đó mà. Cái 50.000 đấy. Này làm để trang trí nhờ. Trang trí Tết luôn. Cái này làm mà không còn thế này. Đấy. Tượng trưng cho sự hạnh phúc. An lành. Bình an. Cái này hồi xưa thời các cụ nên năm nào cũng phải làm. Vâng. Phụ nữ được làm kiên nhìn ra làm cái này. Vâng. Con trai cũng phải làm quay đi. Ngày xưa toàn bố em làm thôi. Ừ. Loại tương đối đấy. Bán được tiền mà. Xong. Xong lên xe rồi. Được. Trắng. Biết rồi. Phong Đức. Ừ, cái bé đâu đó. Cái tay mà bị phú của nó.
Ôi giời, đẹp lắm. Cẩn thận nhá, chỗ này của cô nhá. Đẹp chưa? Chim ăn nhầm khâu một cái ăn này. Được rồi. Đây rồi, một cái. Đừng nghe thôi. Vâng. Đợi đi thôi.